Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhé. Tiếp tục series các môn thể thao thì hôm nay chúng tôi sẽ chơi bóng chuyền các bạn ơi. Bóng chuyền nhưng mà các bạn nhìn bác Ngọt cầm quả bóng bầu dục kìa các bạn ạ. Bóng chuyền bình thường thì chúng tôi chơi quá nhiều rồi các bạn ơi. Hôm nay chúng tôi sẽ chơi bóng chuyền bằng quả bóng bầu dục nhé các bạn nhá. Thì ở đây sẽ có 4 người chơi thì chúng tôi sẽ tìm ra người vô địch các bạn ạ. Thì tức là chúng tôi sẽ chơi từ bán kết rồi vào chung kết nhé các bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ suýt để xem ai gặp ai ở trận bán kết 1 và trận bán kết 2 nhá. Ờ các bạn ơi, thì giờ chúng tôi sẽ suýt nha nào, bác Ngoạn ơi. Ờ cháu mấy bác suýt thì có trận chung kết trong mơ không nhỉ? Đúng rồi. Nào, qua. Ờ các bạn ơi, như vậy là tôi thắng nhá. Tôi thua. Ờ, như vậy là... gặp anh Côn. Thế là tôi gặp Hiếu. Các bạn này, thế là duyên số, thế là lại đưa hai thầy trò tôi gặp nhau này, hôm nay thầy đập vỡ mồm trò này. Các bạn này, thì môn bóng chuyền thì các bạn biết rồi, tôi thì đánh kém nhất trong đây rồi, nhưng mà hôm nay tôi sẽ cố gắng làm được một phát vào một bộ máy Ngọt xong tí sau nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn cái đầu nhọn này này, tí anh xem đúng không mắt. Tí nữa tôi thì đáp cái này, tôi cầm này, tôi ôm này, các bạn chơi, tôi chơi kiểu là Campuchia các bạn, anh chấp em chơi Campuchia không? Thoải mái các bạn, okay. Rồi các bạn này thì là giờ nhưng mà anh không được chơi Campuchia nhá. Ừ, giờ rồi, chúng tôi okay. Sẽ đến với trận bán kết 1 giữa tôi và Hiếu nhá. Ờ các bạn ơi, trận bán kết đầu tiên giữa bác Ngọt và Hiếu nhá, và chúng tôi sẽ chơi 3 set thắng 2 và mỗi set 11 điểm, chơi theo luật bóng chuyền, mọi người đừng dính quá là được nhá. Ok. À, không đánh nhiều nữa. À, Hiếu, chấp anh Ngọt set trước. Ừ, Hiếu mạnh thế à? Chấp anh Ngọt set trước rồi. Well, đeo cái bảng điểm. Rồi, nhá. Tôi sẽ đúng người Hiếu đánh này. Hiếu rất tốt các bạn này. 1-0 dành cho Hiếu. Bóng này chưa biết thế nào đâu rồi. Chưa? Một đều các bạn ơi. Quả Hiếu lên chắn tay đã chặn lưới nhá. Một đều. Các bạn ơi, luật chơi thì đánh 3 hiệp thắng 2 nhá. Mỗi hiệp 11 quả. Ui ghi đó đi rất là ấy, mình bóng cơ. Các bạn ơi. Các bạn ơi, không ngờ anh Hiếu có thể vượt lên dẫn trước bác Ngọt các bạn ơi. Không cắn được các bạn ơi. Rồi, quả Hiếu lại ăn rồi. Ui mà. Anh Hiếu giỏi đâu đấy? Em ơi lưới thấp mà em cho lên sát lưới em đập. Được rồi. 4-3. Cho Hiếu rồi. Thế. Thế. Rồi cái bóng này các bạn ấy không xem vít được. Nếu mà xem vít được là ăn. Ngoài cột các bạn ơi. Tỷ số 5 đều. Bóng này thì cứ bên nào xét ở bên đấy thua các bạn ạ. Chắc chắc quan trọng là chắc khó chứ. À. 65 như vậy mà Ngọt các bạn ơi. Sáu đều các bạn ơi. Tôi bỏ là tốc độ cái bóng này mà kỳ được khó thì cứ búng lên thôi. Để búng thôi. Rồi. Mình nhảy toàn chạm lưới các bạn. 76 nhá. Rồi. Các bạn ơi dứt điểm đi dài lắm. Tạ Hiếu ơi. Anh Hiếu rồi vào này. Ui. Hiếu chắn làm gì? 86 các bạn ơi. Ô, tôi sẽ hạ Hiếu cho 2 chiếc với nhanh rồi. 86 nhá. Chết Hiếu rồi. Đỡ Hiếu ăn được điểm thôi. 78 các bạn ơi. Đúng ai? Vẫn chưa biết ai thắng các bạn ơi. Vẫn gay rất gay cấn. Trời. Này còn tự sát nữa. 97.
Rồi, tự sát rồi các bạn ơi. 18. 18 các bạn ơi. 18. Ui, các bạn ơi, chấn thương rồi. Các bạn ơi, vậy là xếp đầu tiên thằng Hiếu các bạn ơi. Thằng Hiếu nó thua nhỉ, nó đã vào đấy. Đó là một lần cổ chân rồi thì. Các bạn ơi, thì là tôi đã có chuyện yếu thật các bạn ạ. Chân tôi thì lại vừa quả cùng bắt của anh Ngọt bị đau chân các bạn ơi. Thì tôi để cho chân hồi sức nhé các bạn nhé. Thì là tôi sẽ nhường, đây là tôi nhường nhé các bạn nhé. Nhường cho anh vào chơi trận chung kết đấy. Mày mạnh nhỉ? Em mạnh mà thật nhá. Hôm nay anh may mắn anh là được em nhường ấy nhá. Anh phải nhớ điều đó nhá. Ghi nhớ trong lòng, ghi nhớ trong tim anh biết chưa? Các bạn ơi, thằng Hiếu là tốt nhất thì nó đến quả cuối thì nó tỏ vờ đau chân các bạn ơi. Đấy, coi như là bán kết 1 thì tôi là thắng nhờ. Rồi, chúng ta sẽ đến bán hết 2. Bán kết 2 thì các bạn ơi, thì bán kết 2 thì chúng tôi chỉ chơi một set thôi nhé. Từ bán kết 2 đến 34 nhất thì chúng tôi chỉ chơi một set nha. Ừ, bạn ơi thế nào, hôm nay duyên nợ tôi lại gặp anh Côn thật chứ, từ đá bóng cho đến bóng chuyền thì hôm nay thật chứ, đôi công thì anh Côn không đủ tuổi đối với tôi rồi. Đấy, đấy tôi nói lét cho bạn câu nhá. Thì hôm nay là đánh solo cũng 50-50 lắm, nhưng mà hôm nay quả bóng mới này thì tôi chưa đánh bao giờ, thì hôm nay tôi sẽ cố gắng chiến thắng anh Côn nhé bạn nhé. Các bạn ạ. Nói cố gắng là yếu đuối rồi. Phải khẳng định là thắng luôn. Không, đừng nói cố gắng. Em tự tin như anh, tự tin như anh câu cá đâu mà anh ra góc anh câu làm cái gì. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ sẽ vào trận bán kết thứ hai. Rồi hai người chơi được đi chưa? Rồi. 1 2 3. Đây là trận bán kết 2 nhá. Côn sẽ là người giao bóng trước. Này. Rồi các bạn ơi, như vậy là điểm số 1-0. Đây cho phòng nhá. Cái này bắt bước 1 nếu mà chúng ta kỳ thì nó hơi khó. Chắc chỉ có búng lên thôi. Các bạn là cái này nó không có tâm bóng ạ. Tâm bóng nó rất là lằng ngoằng. Như vậy là 1-1. Quả không đập đi. Quả đang đứng ở giữa đấy đập. Rồi tiếp tục rồi. Tốt quả đây. Côn đã sợ gì. 2-1. Quả lém bóng quá hiền của phòng mà thế nào Côn không thủ được. Rồi. Bị chắn về các bạn ơi. Như vậy là 3-1. Rồi. Bóng trong sân. Tỷ số là 4-1. Chắc bóng khá là xoáy các bạn ơi. Tốt. 2-4. Thì bóng này là nó bóng này nó hơi hơi liệng các bạn ơi. Khi chúng ta đỡ bước 1 thì rất là khó ấy. Đập cũng không đập được các bạn ơi. Chỉ có cầm lém nó tin đi. 2-4. Tiếp tục là Côn phát bóng. Xếp bóng rút lưới. Điểm cho phòng 5-2. Tốt, bước 1 tốt. Rồi. Lại lỗi chuyền 2 các bạn ơi. Rồi. Rồi, lém bóng tốt. Tỷ số là 6-2. Các bạn ơi, thế này thì khả năng là Côn Hiếu tranh trận 3-4 rồi. Rồi, bước 1 rất liệt. Bóng ngoài sân. Như vậy là tỷ số 7-2. Lưới đây thì khá là thấp, chúng tôi sẽ sử dụng lưới của bóng chuyền hơi các bạn ơi. Rồi, bước 1. Rốt. 8-2. Chán được không muốn đánh các bạn ơi. Tay kèo nó quá cực khiến các bạn ơi. Lấy người solo với tôi. Rồi, đổi sân. Rồi thì xét đấu của chúng tôi là 16 điểm, ai chạm 16 thì sẽ chiến thắng nhá. Và 8 điểm sẽ đổi bên. Tỷ số hiện tại bây giờ là 8-2. Các bạn ơi, 8-2 là một tỷ số khá là xa các bạn ơi. 3-8. Cố gắng bây giờ sẽ khó là vẫn kịp. Rồi. Bóng ngoài sân. Sao những cái quả đấy đẹp thế phải không ném đi cho nó cắm ngắm đi. Đẩy lên bóng.
48. Bóng trong sân. 94. Các bạn tỷ số bây giờ 94 thì khả năng cồn thua. Rồi, giờ không có bắt bóng một thế giỏi nào tốt. Rồi các bạn ơi, giỏ bóng tốt. 59. 4 quả vẫn kịp. Xét bóng không qua lưới. Tỷ số 0-5. Chỉ số là 6-0. Bảy không, như vậy là chỉ còn 3 quả nữa thì Côn sẽ đuổi kịp phòng nhá. Vẫn còn cơ hội các bạn. 7-0. Các bạn không quá cũng không ngoài. Đúng điệu. Các bạn ơi, hiện tại tỷ số là 1-7, vẫn nghiêng về phòng, bước một khá tốt. Một quả đánh quá kém của Côn, gọi này quá cuống rồi đấy. Bóng trong sân. 82, bạn này vẫn còn cơ hội cho Côn nhá. Nhưng mà thật sự là 4 quả thì khó các bạn. Cứ nói là cơ hội để động viên Côn đi. Rồi, bóng hai chạm vào ngược rồi. Giả bóng Côn nhá. À ừ, đúng rồi, 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 lỗi trọng tài các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là hai chạm nhưng mà phòng được phép là 3 chạm các bạn ơi. Xét bóng khá là tốt. Một các bạn ơi, một pha bóng xét rất vớ vẩn của phòng nhưng lại ăn điểm các bạn ơi. Rồi, tỷ số hiện tại là 48. Qua rồi. Coi, cả bóng đập nó không tin bóng nên nó không có lực quá. Hiện tại là 94 nhá. Năm chín. Rồi này, Côn hôm nay thua sâu quá gọi đây. Côn này chỉ ngang Hiếu thôi. Thôi, tỷ số là 0-5. Còn 5 một đội 5 quả lưới thì để mà đuổi được thì quá khó các bạn. Chắc bóng không qua lưới, như vậy là trận bán kết 2 kết thúc. Còn thắng nghiêng về phòng các bạn nhá. Ờ các bạn ơi. Bóng đánh bóng truyền bằng quả bóng bầu dục lại là khó rồi các bạn ạ. Thua phòng rồi các bạn ơi. Vậy là trận bán kết thứ 2 tôi đã thua phòng nhá. Để trước khi vào trận chung kết sẽ vào trận tranh 3-4 nhá các bạn nhá. Hiếu ơi, em có điều gì muốn nói? À anh ơi, ba ngọt bên đây đánh còn mạnh nhất trong đây em, với cách biệt với chỉ tỷ số nó chỉ có 3 điểm thôi anh ạ. Đây là em chân em đau thật, rồi. Em còn em tắt trượt chân thôi. Rồi thì không bao giờ có chuyện cách biệt lớn như vậy đâu. Thì giờ xếp 16 anh đã chấp mày 5 điểm. Đừng nhận anh ơi. Không mày nhận. Thắng anh thì anh gọi mày bằng anh một tuần. Thì mày thua thì không mất gì. Trời ơi. Rồi. Các bạn ạ. Hôm nay tôi sẽ cho thằng Hiếu nó nhục nhá, chấp 5 điểm mà vẫn thua là. Chấp 5 điểm. Anh thôi mà thua. Em chấp 5 điểm xếp 16. Các bạn ơi. Tôi không cần anh Côn chấp. Mình mạnh. Chơi công bằng luôn. Ui, sợ cái gì? Anh chết thì anh thắng được em. Anh và anh múc đi. Nào. Thế không cần chấp à? Không cần chấp. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với trận tranh giải 3-4 nhá. Hai ông. Bây giờ thì hai ông rốt nhất tem vào rồi, tốt. Bắt
Rồi các bạn ơi, Hiếu bước 1 và bước 2 khá là hay các bạn ơi. Bước 3 khá là tốt. Ngoài sân tỷ số hiện tại là 1-1. Các bạn ơi, thế này thì... Và cái này thì kèo này thì không ai đánh giá cao Hiếu các bạn ơi. Nhưng mà vẫn phải cổ vũ tinh thần cho Hiếu nhé các bạn nhá. Tốt, bước 1 khá là tốt, bước 2 tốt. Đã sẽ... Rồi, tỷ số là 2-1. Tỷ số là 3-1 nhá. Thì riêng về cái kèo này thì tôi nghĩ là Hiếu chỉ có 20% cơ hội. Tiếp tục là Phương Côn phát bóng. Tốt, bước 1 tốt, bước 2 tốt. Dò bóng quá là khéo các bạn ơi. Các bạn ơi, Hiếu dò thế nào lại hay. Hiếu dò khéo phết đi nhỉ. Rồi, vừa khen xong các bạn ơi. Tỷ số là 4-2. Tốt, bước 1 tốt. Tốt, bóng qua lưới. Gọi là Hiếu nhanh ghê nhỉ. Rồi. Gió đứng lại trên đi. Chết luôn như gió gì. Bóng gió, bóng tốt. Anh ơi, phải thua trong lòng khán giả không anh? Đang thả ấy là cái kèo đó mà biết thả hàng 6 à? Kèo sống thì anh. À, các bạn như vậy tỷ số là 4-4 nhá. Kèo này tôi nghĩ là đánh giá thấp côn à. Cột vực. Ôi. Tỷ số hiện tại là 5-4 nha các bạn nhá. Rồi. Ăn điểm cho Phương Côn. Tỷ số là 5-5. Quy à? 65 65. Dò bóng khéo. Hiếu dò hay phết nhỉ. Chết rồi. Rồi. Tỷ số hiện tại là 7-6 các bạn, đang nghiêng về Hiếu rồi. Rồi. Chết. Ơi các bạn ơi, như vậy là tỷ số là 8-6 nhá, giờ sẽ đổi bên. Trời, côn thua thật rồi. Hiếu trên nên chắn. Hiếu đồng dạo sư rồi vào mặt à. 7-8. Bóng trong sân. 8-8.
Các bạn này, rồi tiếp tục là Phương Côn phát bóng. Tỷ số hiện tại bây giờ là 8 đều. Bước 1 là khá tốt của Hiếu các bạn ơi. Dò bóng quá khéo luôn. Lưới bóng chuyền mà thấp thế này Hiếu thật đâu đôi công với cả làng luôn. Tỷ số là 9-8. Nhưng về Hiếu. Rồi các bạn ơi. Đập bóng không qua lưới. 0-8. Đập bóng ra ngoài. 1-8. Xếp bóng. Cờ chạm cờ lăng teng. Không ăn điểm. Đấy là giải chạm vạch giới hạn nhé các bạn nhé. Thì mất điểm. Rồi các bạn như vậy Côn lại xếp bóng ra ngoài. Cái bóng chuyền này là cái thế mạnh của Côn đấy. Ừ. Các bạn thấy này Côn làm gì có cái cứ bây giờ Côn mạnh nhất là cái trò gì hả? Khổ thân Côn đấy. Tốt, thủ bóng tốt. Không hai các bạn ơi. Thế là Hiếu cả đây vẫn thua Hiếu ạ. Rồi, tỷ số là 3-0. Côn mắc quá nhiều sai lầm. Ngoài đi xem rồi. Bóng ăn điểm. Đâu để cho lốt tình huống thì trọng tài bắt các bạn nhé. 4-0. Rồi, Côn khả năng vét rồi các bạn ơi. Rồi, chết với Hiếu, đập Hiếu ơi, đập. Giờ bóng quá khéo rồi Hiếu. Mười lăm mười, cách biệt nhiều thế để Hiếu hãi. Các bạn ơi, bây giờ vật lại đẳng cấp à? Vật được. Anh nghĩ vật được. Anh nghĩ em là Như Vinh à? Ôi các bạn, tỷ số là 15-10 nhá. Thế này thì Côn khó. Ôi đập bóng tốt. Tỷ số 11-15. Ngoài các bạn Hiếu quả giỏ cũng đủ khéo rồi. Nhưng mà lại đen. Tỷ số là 25. Hiếu bắt hay thế nhỉ? Rồi các bạn ơi, như vậy là kết thúc game đấu này nhá. Các bạn ơi, quay đi cười mà. Các bạn ơi, cười với ai? Đúng rồi, Hiếu bất ngờ. Nhục chưa? Nhục chưa? Nhục quá nhục. Nhục chưa? Chúc còn gì để nhục hơn các bạn ơi. Nhục chưa? Cười trừ các bạn ơi. Cười trừ. Các bạn ơi, hôm nay thả Hiếu là thương. Đừng Hiếu có thả, đau chân các bạn. Đừng có thả đây, em quả chân rồi. Hiếu vừa nó thua băng ngọt đây là tôi lại thả lại Hiếu. Các bạn, cái băng ngọt mới có 3 điểm mới được quả cuối. Tôi lỗi, tôi chân đau thì tôi phải nghỉ ngơi đánh xếp 3 các bạn. Anh Côn mới sướng các bạn này. Cơ mà nói là tôi tự tin quá thắng Hiếu thật, không nhờ lại thua. Lỗi quá. Các bạn, cái quả bóng này nó không như quả bóng chuyền các bạn ạ. Vậy là giải 3 đã có chủ nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ đến trận chung kết các bạn ơi. Ừ, các bạn ơi, như vậy là trận 3-4 đã có kết quả. Thì bây giờ sẽ đến trận chung kết. Thì hôm nay tôi sẽ vùi dập bằng phòng thôi. Vùi dập kiểu gì? Bác y cháu yếu thế. Tôi sợ bác vùi dập cháu vùi dập bác ấy. Các bạn, hôm nay tôi sẽ gỡ lại cho danh dự cho đội già. Tôi sẽ lém đúng mõm vào phòng luôn này. Gỡ được mày cẩn thận đấy. Bác ơi, cẩn thận cháu lém gãy răng đấy. Ôi các bạn ơi, xếp chung kết vẫn là thế nha. 116 8 lượt ở bên. Ok, sẽ xếp bóng trước. Boom. Hai chạm đấy, hai tay đấy. Hai chạm đấy. Ui giời.
quài được. 2-1. Ui giời ơi. Phải sang, phải sang không bắt được tật. Sang là tật rồi, thế rồi. 2-2. Và trận đấu đang rất là cay đắng căng thẳng các bạn ơi. Cái này chói bảo anh đi sang đây đi. Ám được đối bên nào? Ngoài thôi. Ôi, 3-2 à? 3-2. Thì số 3-2 nhá các bạn nhá. Tuyết. Tốt rồi. Chà 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 chà. 4-2. 4-2, tôi hạ phòng mình anh thôi bạn ạ. Các bạn xem mấy điểm đầu tiên thế, các bạn bình luận là phòng có cơ hội không? Tôi nghĩ phòng không có cơ hội ạ. Ôi. Bóng ngoài các bạn ơi. Tỷ số là 3-4. Bốn đều các bạn ơi, phòng nó cao, sắp rất là lợi thế luôn. Tôi biết sắp quả đấy thì ai bắt được. Bốn đều nhá. Cố lên Phó ơi. Cố bắt là người cố lên. Ơi, xe đi. Bắt là người ở trên đấy. Tắn rồi. Nhét hóa rồi, tôi đặt đâu. Đặt số các bạn ơi. Xem. Ồ, không đánh à. Đến số 6-4 các bạn ơi. Báo ơi, cố lên em ơi. Đừng để trận đấu nó chênh lệch quá, hiểu không? Không được, không được. Ơi. 5-7. Quả lườm rau bắt thịt, rõ ràng là nhìn bên này vẫn xét ra bên kia. Ơi. Đã làm rồi chân. Các bạn ơi, các bạn thấy là đúng bại em. Bóng ơi, em đừng nghĩ em mạnh. Sao? Rồi, các bạn ơi, tỷ số là lửa xét 85 giờ đã đổi bên nhá. Xem. Phòng nó bắt được, nó lên lưới thì nó ụp ra rồi. Đẹp. Ê, chưa, 7-8. Vào mồm chưa? Vào mồm chưa? 7-8 các bạn ơi. Thôi, 7-8. Trời ơi, làm gì đấy? Trượt. Số là 7 mét các bạn nhá. Đấy là cố. Điều là trắng đây mà. 8-9 đấy các bạn nhé. Trận đấu vẫn khá là hấp dẫn. Quý gà. 18 các bạn ơi. Không ngồi đâu. Điều đau. Hey. 9-10 các bạn ơi. Tỷ số vẫn đang là rất là sát sao. Đi người. Đấy áp. Mày ở trong mạng. Có thật. Có thật buồn. Buồn gì, gọi xét cho 50 em. Phòng nó sẽ tốt thật. Rồi. Được. 1-9. 1-9. Rồi, 0-1. Hai người này đánh khó được điểm quá, toàn xét thẳng mà các bạn ơi. Người ta đánh đẳng cấp, người ta phải giết ngay từ cái bước 1. Rồi. Được đấy. Đấy. 2-0 các bạn ơi. 2-0. Không, các bạn sắc quá thế các bạn bắt. Tốt. Rồi, ác quá. Ngoài thôi. 3-0. Lật lưới các bạn ơi. Cố lên phòng ơi, qua cả đưa đấy. 3-0 rồi. 1-3 các bạn ơi. 1-3 tấn công rất là tốt luôn. Chắc. Rồi, tôi sẽ học nhiều quá vậy. 4-1 nha, chắc.
bạn này, bóng này thật sự bắt nó khó thật. Không phải là cân được nhá. Nhiều quả bắt vài ra rồi nhưng mà mình chỉ chạm tay được bóng. 2-4 à? 2-4. Chắc ăn được 2 quả. 3-4. 3-4. Bây giờ em sẽ ăn điểm trực tiếp và 3 quả nữa là em nhất rồi. Mạnh thế. Các bạn ơi, set point 35 à? 53. Rồi, 45. 45, các bạn ơi, vẫn chưa biết thế nào được các bạn. Các bạn giúp ơi. 45 các bạn ơi. Ờ, tôi sẽ hạ thời cơ phỏng này. Rồi. Lắm đều. Lắm đều. Các bạn ơi, phải ra ngoài đó. Ngoài được. Các bạn ơi, tỷ số đang là 5 đều thì chúng tôi vẫn đánh cách 2 nhá. 5 đều các bạn ơi. Ok. Được. Được rồi. 6-5 và xếp bấm hỏng. Cơ hội cho bác ngoài. Không luôn à. Rồi các bạn ơi. Ê, dấu đã kết thúc nha các bạn nha. Quả cuối cùng thì phòng đã đánh ra ngoài các bạn ơi. Chào bạn ơi. Tôi là đẳng cấp dưới bác ngoài, tôi đánh bác ngoài thì ấy cứt tài quần. Nói chung là cái bóng này nó chỉ ngang nhau hết đấy thằng bạn. Đánh rất khó. Mình không thể là phô diễn được kỹ thuật cả. Bắt không phải bắt được vũ một. Mạng ngang ngửa cho thôi, hơn đâu cháu chắc hỏng mới rồi hỏng thôi. Rồi các bạn ơi. Vậy là clip đánh bóng truyền bằng quả bóng bầu dục này thì bác Ngọt đã là vô địch nhá các bạn nha. Tôi đã là người bét các bạn ạ. Đáng kê. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Nếu mày quay mày cười cái gì? Mày rốt mày cười cái gì? Cười giống bà đấy. Cười dung mày quay đấy. Rồi các bạn ơi, người chiến thắng là bác Ngọt sẽ nhận 1 triệu đồng sau khi tôi banh nhá. Để các bạn mà thích tôi chơi cái gì thì các bạn cứ bình luận phía dưới nhá. Các bạn thấy video hay là bổ ích thì các bạn hãy chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.